Vui vẻ phấn khởi là tâm trạng chung của hầu hết những hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng không thiết yếu và cả khách hàng trên địa bàn huyện Hòa Vang khi thành phố Đà Nẵng cho phép một số hoạt động được mở cửa trở lại từ 0 giờ ngày 9 tháng 6 và triển khai các biện pháp áp dụng phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tại các quán cà phê, giải khát, quán ăn trên địa bàn huyện Hòa Vang trong buổi sáng ngày 9 tháng 6, tuy số lượng khách ăn uống không nhiều, song hết thảy cả chủ lẫn khách đều có một tâm thế thoải mái. Ngay từ tối hôm trước, các hàng quán đều lo sắp xếp, kê dọn bàn ghế, chuẩn bị các món ăn, thức uống để kịp đón khách quay trở lại. Không riêng với em mà tất cả các quán cũng rất là mừng vì buôn bán để có đồng ra đồng vô chi phí, chứ còn ở nhà mà cứ miết đi thì cũng không riêng với em mà ai cũng khổ hết. Buổi tối là nhân viên tập trung lại dọn dẹp quán và vẫn luôn phải tốt hơn về phòng chống dịch. Như mình sát khuẩn được cũng với khách vô ra là phải khoảng cách rồi. Còn đối với khách hàng được thưởng thức ly cà phê ở không gian mà mình yêu thích sau thời gian thực hiện nghiêm các biện pháp áp dụng phòng chống dịch thì còn niềm vui nào hơn. Vẫn biết thời gian qua, việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Song vì sức khỏe cộng đồng, hầu hết người dân đều nghiêm túc chấp hành. Đây cũng là minh chứng rõ nét của sự đồng thuận để thành phố Đà Nẵng trải qua 21 ngày yên bình khi không xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.